Buổi sinh hoạt thường kỳ của Hội Người Việt Cao Niên tại Charlotte, tiểu bang North Carolina được diễn ra lúc 3 giờ chiều Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2015, tại Thư viện Á Châu, 1339 đường Baxter, Charlotte, NC 28204. Ngoài việc sinh hoạt bình thường của hội, hội dành cho cộng đồng người Việt trình bày một sự kiện quan trọng về vấn đề kỳ đài của hai lá cờ Việt-Mỹ trong khuôn viên bãi đậu xe của khu thương mại Việt-Mỹ đã bị hạ xuống trong tuần vừa qua, làm xôn xao trong cộng đồng người Việt quốc gia. Được biết, kỳ đài do anh thương phế binh Võ Hồ, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, đứng ra vận động cùng với các tôn giáo, các đoàn thể, cộng đồng đến gặp gỡ chủ tiệm Việt-Mỹ và đã được đồng ý bằng lời hứa miệng, cho phép xây dựng từ năm 2002, tính đến nay được 13 năm. Kể từ ngày kỳ đài được dựng lên, hai lá quốc kỳ Mỹ-Việt ngày đêm tung bay theo chiều gió. Đặc biệt mỗi dịp xuân về, Tết đến, cộng đồng cũng như các cựu quân nhân tề tựu nơi đây làm lễ chào cờ đầu năm với một tâm niệm thật cao quý và thiêng liêng. Ông Hội trưởng Hội Cao Niên Tạ Ngọc Chân có đôi lời. Thì lời đầu tiên thì chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý anh chị em đã về tham dự họp mặt đông đủ ngày hôm nay. Trước khi mà sinh hoạt thì hồi nãy tôi đã nói rồi, tôi định nói sơ qua vấn đề hai cái lá cờ của chúng ta ở cái Việt Mỹ đó, thì để chờ cô Hương tới đây thì cô Hương nói sơ lại cái quá trình nó như thế nào, nó đòi hạ cờ của chúng ta xuống rồi làm như thế nào đó, Hương nói tóm tắt thôi cho anh em ở đây thỏa mãn. Bà Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Thu Hương cho biết diễn tiến bị hạ cờ cũng như được kéo lên lại như sau. Có một ngày thì em có nhận được một cái điện thoại của một anh đồng hương. Thì anh nó báo tin cho biết sau hai cái lá cờ của mình có một người phụ nữ Mỹ họ đem họ hạ xuống. Thì em có liên lạc với lại chợ Việt Mỹ tức thời và em được biết rằng là đó là cái bà manager của cái khuôn viên Việt Mỹ. Bà đã lấy xuống là bởi vì có một cái người phụ nữ người Mỹ nào đó họ complain là cái cờ Việt Nam nó không thể nào mà nó bằng cái cờ của Mỹ được, mà vả lại cái cột cờ đó, cái cột cờ bởi vì đất nó không có bằng phẳng cho nên cột cờ Việt Nam nó hơi cao hơn 1 inch. Cho nên nó là bà ta complain thì bởi vì cái người manager đó họ nghe nhiều lần quá rồi, cho nên họ lấy cái cờ xuống và họ không có gọi điện thoại cho em, thật sự họ không gọi điện thoại. Em không nhận được cú điện thoại nào của bà ta hết. Thì em khi mà em lên em liên lạc với bà ta đó thì bà xin lỗi. Bởi vì em nói rằng là cái đó là một cái heritage, một cái món quà rất là quý báu, rất là thiêng liêng của cộng đồng người Việt của chúng tôi. Tại sao bà lấy xuống mà bà không có liên lạc với ai hết? Thì bà cũng hết sức thành khẩn xin lỗi và bà cũng nói rằng cái sự việc là như vậy đó. Bà không có muốn lấy xuống đâu, nhưng mà bây giờ nếu mà mình muốn thì mình cũng có thể treo lên được. Thì treo lên chỉ có cờ Việt Nam thôi. Thì em nói rằng là nếu mà mình treo cờ Việt Nam không, mình đang ở trên đất Mỹ, mình treo cờ Việt Nam không, không thể nào mà như vậy được. Chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta phải treo cờ Mỹ và kế bên đó là cái cờ Việt Nam, cờ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Và như vậy là em đã lên trên văn phòng, em lấy cái cờ về và ngày hôm sau thì chúng em treo lên. Theo cái sự yêu cầu của bà đó thì em cũng có cho bà biết qua email là chúng em đã treo cờ và treo cờ thấp hơn như là bà đã request mình, bà đã đòi hỏi cộng đồng người Việt mình làm như vậy. Tất cả những cái việc mình làm mà mình làm đó là tuân thủ theo cái luật pháp của nước Mỹ, bởi vì cái đất nó hơi lệch, cho nên đó là mình hạ cái cờ của Việt Nam của mình xuống để cho mình đồng ý theo cái tiêu chuẩn của ban địa ốc người Mỹ. Thì bà cũng đòi hỏi rằng là chúng ta cần phải có đèn. Hiện tại bây giờ đó thì cái cột đèn, hai cột đèn của chúng ta đã có đèn và em đã lại đã coi thì ban đêm nó rất là đẹp, rất là sáng. Những cái ngày mà trong tuần vừa rồi đó thì nó có những cái email qua lại, mặc dù rằng là em biết rằng là mọi người đều rất là mệt mỏi, muốn có một thấy một cái niềm vui, thấy cái ngọn cờ của mình nó dương lên. Ý kiến đóng góp của mọi người. Tôi đặt vấn đề là mình cần phải có một địa điểm riêng của mình. Có cái địa điểm riêng đó là một lý do tại sao bao nhiêu năm nay chính bản thân tôi ngại đến cái nơi công cộng, như là cái nơi đó không phải là nơi riêng của mình, nơi đi mình nhờ người ta, khi mình nhờ vả người ta lại, thì dĩ nhiên nó sẽ có những vấn đề, theo thời gian nó sẽ xảy ra những vấn đề khác mà chúng ta không thể lường trước được. Thí dụ như vừa rồi
Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cái ưu tư của anh cũng là những cái thao thức của cộng đồng đó thưa anh. À, cộng đồng từ bao nhiêu năm nay rồi chúng em vẫn thao thức rằng là chúng ta có một cái nơi, một cái địa điểm mà mình có quyền mình làm chủ. Và khi mà mình làm chủ được cái cơ sở đó rồi đó thì mình có thể giương cờ của mình, và mình không sợ rằng là ai có một cái sự xâm phạm hay là gây khó khăn rắc rối gì cho mình hết. Em xin ghi nhận những cái điều mà của anh Trưởng, những cái ý kiến của anh Trưởng. Thì em nghĩ rằng là hy vọng rằng là trong tương lai chúng ta có thể thực hiện được. Hiện tại bây giờ cộng đồng của chúng ta không phải rằng là trong chỉ có ba cái hội đoàn, cộng đồng là một mái nhà, và hội đoàn cựu quân nhân cũng như là hội cao niên là tất cả trong cùng một cái mái nhà. Cho nên xin anh đừng nói rằng là cộng đồng của chúng ta có ba hội đoàn, chỉ có một cộng đồng thôi thưa quý anh chị. Và mà trong cái mái nhà cộng đồng thì chúng ta có hội cao niên và hội cựu quân nhân là hai cái cánh tay rất là hai cánh tay phải vững mạnh để mà giúp cho cộng đồng thăng tiến và đứng vững. Thì để tóm tắt trở lại đó thì cái ý của anh Chuẩn rất là hay, nhưng mà em nghĩ rằng là chúng ta cần phải ngồi lại và chúng ta cần phải xem xét những cái pro và những cái con, những cái điều tốt, những cái điều lợi ích và những điều có thể là những điều không lợi ích. Khó khăn ở trong đó chứ không dễ, bởi vì khi mà mình đến tới luật pháp rồi thì cái mái nhà nó sẽ đứng tên ai, rồi nó có nhiều việc lắm. Nếu mà chúng ta cần nhìn đến cái sự việc đó trong tương lai thì chúng ta sẽ có một cái thời điểm tốt để chúng ta cùng nhau góp ý kiến và có thể hy vọng là một ngày nào đó là chúng ta có thể xây dựng được những cái niềm mong ước như là anh đã vừa trình bày. Xin cảm ơn anh Trưởng. Không biết là vui hay buồn thì nó không có nặng lắm. Cơ mà tôi nói là mình là những người chủ động, thành ra vì như thế đây là một cái dấu chỉ khi cái việc nó đến mình phản ứng. Thành ra tôi sẽ không lặp lại những cái điều mà mọi người đã nói hay cũng như là các email nữa. Khi mà chị Hương gửi email trong đó có hai điểm mà tôi đồng ý ngay hoàn toàn. Tôi nói cái khu đó tồi tệ ở cái mức cá nhân tôi đó, nếu mà không phải vì người Việt Nam không bao giờ tôi đến. Và điểm thứ hai nữa, cái tình trạng của nó, đường xá của nó và nhiều điều của nó không đáng để cho chúng mình thành. Tôi nghĩ rằng khi chị viết cái email đó có nghĩa là ok, mình sẽ stop từ đó, rồi mình sẽ kiếm một cách giải quyết một cách này cách khác, chứ mình không có dây dưa cái kiểu tiện đâu hay đó. Mình có tôi nghĩ là như thế. Cơ mà sau đó thì các anh chị lại email rồi lại sẽ cái khác. Thì nhân hôm nay tôi chỉ đề nghị như thế này. Có thể các cộng đồng của mình ở đây, có nghĩa là tất cả gồm tất cả thành phần, trong đó có những người khác tin ngưỡng. Hiện thời những người mà có cơ sở tốt thì nằm trong vấn đề tôn giáo. Và chính thức những người trong tôn giáo họ chưa biết cái tình trạng của chúng ta. Thành ra tôi nghĩ rằng cộng đồng có thể liên lạc với họ, nói hiện thời bởi vì cộng đồng không có cơ sở. Thành ra trong một cái cách này hay cách khác, Tin Lành Công giáo, Cao đài Phật giáo, nếu quý vị có cơ sở, một là cho chúng tôi sử dụng, hoặc là cho chúng tôi thuê mướn một chỗ trong đoạn kỳ khi chúng mình chưa có, để cho người ta biết cái nguyện vọng của mình và người ta biết cái tình trạng mà trong đó có họ nằm trong thành phần của chúng ta. Cái đó là cái một cái tôi nghĩ đấy. Cái điểm thứ hai đi nữa là mình có thể, tôi nghĩ thì không, nhưng mà tôi chợt thoáng dù muốn dù không, hội cao niên cũng đến đây nhiều thường xuyên. Và cái nơi này đó, nếu mà giả sử vì một lý do những ngày lễ hoặc những cái gì đó, mình có một chút cái chương trình ở bên ngoài rồi mình treo lá cờ của mình, thì tôi nghĩ nó vẫn tốt hơn là để cái lá cờ của mình 24 tiếng đồng hồ ở chơi một cái nơi. Thực sự tôi nói rằng thà là không có lá cờ, thì tôi biết không có lá cờ thì nghĩa là có nghĩa là mình để cái vườn hoang cho cỏ dại nó mọc hay là chó mèo nó đến đó ấy, thì đó là cách suy nghĩ thôi. Và tôi nghĩ rằng đó, cái gì mà nó đáng được vinh dự thì mình phải gìn giữ cho nó vinh dự. Là bây giờ thì vừa rồi mình gặp tập cháu từ hậu tạo ra, và họ gây áp lực, họ muốn mình gây cho mình rất là phiền tối. Cho nên mặc dù cái địa điểm đó nó không có đẹp gì đấy cả, nhưng mà chúng ta đã treo lá cờ đó từ khi mà ông Việt Mỹ đồng ý cho chúng ta làm đến nay là 13 năm rồi. Bây giờ chúng ta chưa có tìm được một cái địa điểm nào khác. Cho nên bây giờ nếu chúng ta muốn rời đi thì chúng ta vẫn treo lá cờ đó cho đến khi nào mà tình trạng ổn định, chứ không phải là vì áp lực của họ rồi sau đây chúng ta thả cờ rút xuống xếp đi, như vậy là mất mặt. Tôi không đồng ý chuyện đó. Chúng ta bàn đến cái chuyện đó là chúng ta nó là
tùy theo, nhưng mà chúng ta có ước lượng cái thời gian được bao lâu không? Có thể là một tháng hay tháng tới người ta cái nơi chủ đất người ta lại có một cái phản ứng người ta không đồng ý nữa thì sao, thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta phải có cái gì chủ như vậy. Thì đó, hồi nãy tôi có nói khi Hương chưa tới á, tôi nói là rồi đây tôi tiên liệu là nó cũng sẽ có vấn đề nữa chứ không phải là yên đâu. Nhưng mà chúng ta là tạm thời cứ chấp nhận tình trạng như thế này, và chúng ta cũng phải bước thêm những bước kế tiếp nữa, là vì chúng ta không lường sức được là cái bà Liên này là bà nói là người Mỹ cầm lên hay một cái lực lượng gì đó đứng đằng sau nó suối, mà nó hạ, nó bằng cách nó hạ cho được cái lá cờ của chúng ta xuống. Cho nên nếu mình làm lãnh đạo là mình phải tiên liệu cái chuyện đó, chứ còn đừng tưởng bây giờ làm như vậy là êm rồi, không êm đâu. Với tôi thì tôi cảm thấy là không êm đâu, nhưng mà cứ tạm thời nó như vậy thì cứ đã, là lá cờ mình còn dương thì cứ bỏ đó, cũng để đó đi, rồi chúng ta tìm từ từ, chúng ta tìm cái cách như thế nào đó mà nó ổn thỏa cho mọi người. Chứ bây giờ mình thật sự mình làm, tôi ngồi tôi nghĩ bây giờ làm căng thẳng lắm thì cũng rồi cũng chẳng đi tới đâu hết, mà nó mệt sức và nó đủ thứ, nó đau đầu mà rồi đủ thứ chuyện hết, nó mất công lắm. Cho nên là mình đã tìm cái đường mình đi, miễn sao là cái mục đích cuối cùng mình đạt được cái lá cờ mình treo là chỗ đó hay chỗ khác mà được là tốt rồi. Còn dưới đó là cái người mà đại diện cho việc Mỹ đó là đã đòi hỏi như vậy, bây giờ mình đã thỏa mãn được rồi, là thấp xuống và đã có cờ có đèn lên, ok. Về thứ hai nữa là chúng tôi vẫn tiếp tục đi chờ việc mình đi chờ một chị Liệu để mà treo là cờ, mà chính chị Liệu là chị rất là có tấm lòng, là chị đã ủng hộ cờ cả Mỹ, cờ cả Việt. Tôi order tôi ứng trước trong tới là chị cũng đưa lại bằng lòng. Có những lúc mà ban chấp hành đã làm việc rất là liên tục với lại một số tất cả các anh chị em, anh em ở đây, là trong đó có anh Khôi, anh Trân, anh Hưởng, anh Hồ, cũng như là tất cả một số quý anh chị khác. Tìm đi tìm lại rồi đó, trong cái địa phương Charlotte của mình nó không dễ để mà có một cái sân cờ rộng rãi để cho chúng ta có thể tụ họp lại với nhau và chào cờ. Em nghĩ có thể đây là cái nơi mà chúng ta sẽ dùng cho một khoảng thời gian dài nữa, cho đến khi mà chúng ta tìm ra được một cái địa điểm mới nó khang trang hơn. Kính thưa quý anh chị, đó là tóm tắt của tất cả cái sự việc của hai lá cờ. Một tuần lễ mà nó quay quần em, nghĩa là em không còn một cái tinh thần để làm việc nữa. Anh chị không biết rằng là cái nỗi đau buồn của mình khi mà mình thấy cái lá cờ của mình nó họ đem xuống mà họ không nói với mình. Bà Chủ tịch bày tỏ trong cảm xúc và ước mong quý vị các tôn giáo, các đoàn thể và quý đồng hương tích cực hỗ trợ, yểm trợ bà trong vai trò trách nhiệm bảo vệ lý tưởng cao quý này. Tôi với văn bằng ghi nhận tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.